Nguyễn Tấn Kha. Từ đêm qua 30 tháng 9 đến sáng nay ngày 1 tháng 10, hàng ngàn người dân từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương di chuyển bằng xe máy đến chốt kiểm soát trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh để trở về quê ở các tỉnh miền Tây. Tuy nhiên đã bị chặn lại để kiểm soát theo các quy định phòng chống dịch. Đến sáng nay, lực lượng chức năng thông báo họ sẽ được đưa về quê bằng xe khách sau khi có kết quả test nhanh. Trường hợp có giấy xét nghiệm âm tính trong 2 ngày không cần phải test lại. Riêng xe máy cá nhân của họ sẽ được vận chuyển bằng xe tải. Chị Võ Thị Kim Cúc quê Bạc Liêu cho biết, lúc trước gia đình chị làm điện lạnh nhưng do dịch bệnh thất nghiệp không chịu nổi nên giờ mong muốn về quê ở tạm, đến khi tình hình dịch bệnh yên ổn sẽ tính chuyện có lên lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc tiếp hay không. Theo ông Nguyễn Đại Tánh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, ngay khi có thông tin người dân Long An từ thành phố Hồ Chí Minh muốn được về quê, trong sáng nay, tỉnh Long An đã sắp xếp xe bus đưa người dân về địa điểm cách ly của tỉnh, sau đó sẽ tiến hành xét nghiệm và phân chia người dân theo nhóm về địa phương cách ly.